ngôi nhà hạnh phúc là nơi tràn ngập âm thanh. Buông anh ra, anh chưa thắng tôi đâu. Ngày lúc cũng phải ăn, ngày đại sinh cũng phải ăn. Thậm chí lúc đang làm chuyện đó, tôi cũng bắt em ăn nữa. Trời. Nhưng mà sáng ngay trước khi đi làm, anh quên hôn em. Anh xin lỗi, giờ anh hôn em nè. Trời ơi, tôi phải đi hôn. Anh không ăn bò xào nữa. Ngồi xuống ăn, ngay mà luôn. Đừng có gom nhầm đồ của hàng xóm, tưởng chi được. Tại sao em không nghĩ là anh ngoại tình hả? Cầu xin anh, tôi muốn anh quyến rũ vợ tôi sẽ trả tiền cho anh 300 triệu.